dàn người yêu tài sắc của ông hoàng Cảnh Lương Vũ Linh hội ngộ trong lễ cúng tổ ở hải ngoại. Loài cô đào lừng lẫy và là những bài diễn ăn ý nhất của ông hoàng Cảnh Lương Vũ Linh đã hội ngộ trong lễ cúng tổ tại nhà của nghệ sĩ Phương Hồng Hủy ở Mỹ. Hàng năm cứ vào ngày 11, 12 tháng 8 âm lịch, các nghệ sĩ sân khấu và nghệ thuật lại nô nức đi dỗ tổ nghề. Đây là dịp để các nghệ sĩ bày tỏ lòng biết ơn, tri ân tổ nghề. Không chỉ các nghệ sĩ trong nước, dàn sao hải ngoại cũng rộn ràng mừng lễ dỗ tổ nơi đất khách. Trên trang cá nhân của nghệ sĩ ưu tú Huệ Mỹ đã chia sẻ loạt ảnh hội ngộ cùng các đồng nghiệp thân hương như nghệ sĩ ưu tú Thanh Thanh Tâm, nghệ sĩ Phương Hồng Hủy, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền, nghệ sĩ Linh Tâm, nghệ sĩ Châu Tuấn. Đây đều là những đào kép nức tiếng một thời của sân khấu cải lương. Điều đặc biệt nhất trong bức ảnh là sự hội tụ của những cô đào từng là người tình sân khấu của ông hoàng cải lương Vũ Linh. Họ đều đóng cặp và được chính chàng kép tài danh này lăng xê nổi tiếng đình đám. Trong số đó, nghệ sĩ nhân dân Thanh Thanh Tâm, ngoài diễn cặp cực ân ý, còn là người yêu một thời ngoài đời thực của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Cặp đôi từng tính đến chuyện hôn nhân nhưng gãy gánh giữa đường vì không hợp quan điểm sống. Dù ngấp nghé hàng U60 nhưng nghệ sĩ ưu tú Thanh Thanh Tâm vẫn rất xinh đẹp. Cô để mặt mộc và ăn diện đơn giản nhưng vẫn toát lên khí chất sang trọng.